gì à, bài bông bí vàng đi. Người con gái Việt Nam da vàng nên nó cũng có chữ vàng mà. Người con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương, yêu đồng hồ chiên. Người con gái ngồi mơ thanh bình, yêu quê hương như đã yêu mình. Trời đất ơi, ôi khỏi cắm thì cho em được. Ôi ca chết đau hương một tháng. Thả mọi người xuống rồi con vòng ra. Trời xe gì rồi, vậy là mình phải vòng ra mình lội. Để mình đậu xe mình trước để mà. Ủa, có xe này ra nè, có xe này ra nè. Vậy mình quay đầu được không? Ủa không ra hay không vô vậy trời? Không vô. Ủa không ra mình vô. Ôi con đường mẫu lệ dân tộc. Ôi con đường này ơi ơi ơi. Ôi con đường mà ôi con đường. Ôi con đường mà ôi con đường là ôi con đường ôi giờ ai hát bài cây lá đỏ rồi kìa Nhi, chế lá đỏ trên cây. Ôi giờ ai nhớ người, ôi giờ lấy cây nở em, ôi nhớ người. Cho An bước lên coi. Lọt cho tới đây là nín thinh, không có nói tiếng nào chứ. Trời, có ổng sướng kìa. Ôi, trời ơi, đó.
quá trời nhiều mà. Ồ, cái cuốn nó bự nhị hàng chi. Ừ. Nó khỏe dữ. Sao ông chứ bự nổi con. Nó mê nó không có nói chuyện với ai hết. Để lửa, để ăn lửa. Ăn quýnh hết trơn rồi. Không, không biết, nhiều quá không biết lửa trái nào hết trơn. Ồ. Trời dỗ dỗ. Tại sao ôm nổi? Thích trái này rồi nè. Ông ngoại. Thích trái này rồi, trái này. Ngoại coi coi, trái này dám có 10 kg đó. Sao? Nổi không ha? Nổi không nè, ăn ơi, ăn ơi lên đây. Một mình ăn đi. Ăn lựa trái nhỏ nhỏ thôi. Nè trái này nhỏ nè em. Em trái này nhỏ. Ừ đó, trái nhỏ đó đó. Thôi. Hả? Cái này không được đâu. Cái gì? Cái ông quýnh hết rồi, ông biết trái nào chưa? Ồ, đẹp quá hả? Được không? Cái được không? Ấy nặng nặng lắm rồi ổng gạt quýnh hết trơn rồi ổng nè cái này đẹp nè ăn ơi cái này đẹp nè thôi nè ăn ăn cái này nè về mình cắt mất nữa thôi ăn này ăn cắt vừa còn bà ngoại phải cắt trái lớn gì chân mới đẹp ăn cắt cái này rồi ăn cắt cái này rồi bà ngoại cắt cái này rồi cái này ôm ra tới ngoài bãi xe chắc chết quá à. Nặng lắm ăn ăn nhóng lên thử coi này ngoại mới làm cho nó gãy cái cục nè anh đứng lên đây anh ngồi trên cái bí này cho ngoại chụp đi anh ngồi trên cái bí nè ngoại rồi quay lại ngồi quay lại rồi bỏ khẩu trang ra đây à, rồi. Trái con bé dễ thương nhưng mà nó còn tươi lắm nè nè còn trái này nó già nè trời, dạ, cái này đẹp hơn nè trái xanh này nè thôi, ăn lại ăn coi trái kia đi nó màu vàng này nè. À, à. Nó bà vàng vậy ăn hát cái bài gì à, bài bông bí vàng đi à, người con gái Việt Nam da vàng nên nó cũng có chữ vàng mà à. Người con gái Việt Nam da vàng yêu quê hương yêu đồng hồ chim người con gái ngồi mưa thanh bình yêu quê hương như đã yêu mình trời đất ơi ô hội cảm này trang được ôi cha chết đau thương vô tình ôi đánh nước phố mình ngàn năm em đã đến hơn thanh bình hôm nay trường ăn tặng mới tặng cúp mày dạ. mà ông khắc bí trong ông này nè chế bí này nè à, khắc chế bí này ngoài à, ăn khắc cái theo hình đó đó hả? Ăn khắc hình này. Cây này để ăn làm gì không ạ? Hả? Cây nè. Giờ ăn phải lấy cái viết anh ăn vẽ thử coi nó giống cái hình mà ăn thích đi rồi hạ khắc sao con? Thôi. Hả? Chưa. Không biết làm sao. Nè, ăn nhìn ngoại làm nè, đó. Ôi thật đi. Ừ, cái dao vô. Hả? Nhưng mà ăn phải vẽ trước chứ. À. Hình trường uống khắc gì đó mình bây giờ nó biểu khắc hình thôi trong đó. Ủa ăn vẽ ăn sao mà ăn thật vậy? Anh có vẽ chưa? Anh có vẽ cái đường anh quyết định chưa? Hả? Dạ rồi. Ừ, nè cười nè em biết em cười nè thấy chưa? Cái gì? Hả? Thì con kêu làm cái mặt cười. Trái này nó bự quá ăn rồi mua trái bự giờ bự quá ngoại làm cũng mệt cũng chết nè. Rồi mua trái bự. giờ mình chưa có cái đèn cầy mà bỏ vô đây nữa ơi.
Có cười chưa? Chưa. Cái miệng giống miệng ngang quá. Miệng ăn răng nhiều hơn không mày? Răng thì già rụng hết em ơi. Đó, cười chưa, vui chưa? Thì cho dân sợ cái miệng con. Để ngoài khoét cái miệng không bự hơn chút nữa, cái miệng này nhỏ quá. Nhỏ hả? Hả? Anh thấy cái miệng không bị rậm không? Cười này chắc gió vô bụng ông. Nè nhớ miệng ông rộng dữ rồi nè. Mắt ông cũng rộng nữa. Ừ, cái mặt ông nè. Giờ móc ruột, ăn móc ruột đi. Móc ruột sao? Thì giờ ngoài khu chỗ phía sau này cho ăn móc ruột lại. Nó bự. Khổng lồ hả? Khổng lồ nó lái lại thành gì? Khổ lồng. Cái gì cũng biết hết trơn á. Giờ. Đó, móc bê móc ruột đi con. Chưa cứ ngoài móc ruột đi, này có ngọt không ta? Cắn thử đi. Đó. À học bí à, học bí ngoài rang. Thấy gì chứ nó lạc nhất anh ơi. Cái này cái nắp này để hồi mình đẩy quầy vô lại chứ không thôi gió bay vô nó tắt cái đèn. Lúc mà bỏ đèn vô hả? Và bỏ đèn phải tắt cái hả? À nói chứ cái bí này nếu mà để chơi 2-3 ngày thì làm sao giữ cho nó đừng hư? À, mình phớt dầu á. Ai nói? Mẹ. Mẹ hả? Đi ngoại hay đúng không? Không biết. Ở bên Việt Nam này không có chơi cái trò này. Có chơi trò gì? Hả? Chơi gì? Ngoại chỉ có bẻ bí vô là nấu canh hoặc làm sữa bí. Hoặc làm gì đó nãy ăn chưa anh nấu gì nữa? Rau câu bí. Anh thấy không anh nó biết hết. Rau câu bí. Ăn hay ăn thì ngoại nấu. Ngoại nấu cái trái này nè. Trái này nè. Trái này nè. Bỏ đèn đầy ướt vậy. Bỏ vô chưa nè. Bỏ vô đây đi rồi ngoại làm rồi cái đó chứ. Làm cái đó rồi bỏ đèn cày vô cái đó luôn. Người con gái ngồi mơ đen biển yêu quê hương như đã yêu mình. Ôi cái chết đau thương vô tình. Ôi đã thương của mình anh nào.